Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một cách làm bẫy chuột rất đơn giản nhưng mà cũng rất hiệu quả các bạn nhé. Đồ dùng của chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần một chai nhựa, đó, một chai Coca hoặc là chai Lavi gì đó, mình cần một lưới. Sau đó chúng ta sẽ cắt phần đầu ra, cắt khoảng tầm 3/4 các bạn nhé, để lại một chút.
khi chuột nó vào đây nó sẽ ăn cái mồi kia thì nó sẽ tuột cái dây này ra, cái dây trắng ra và cái này nó sẽ ủ xuống đó, rất đơn giản thôi nhưng mà hiệu quả lắm các bạn. Chúc các bạn thành công nhé. Bây giờ mình đi đây với chuột đây.